chào tất cả quý cô chú anh chị mình đang xem cái video ngày hôm nay của em. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị mình cách ghép kiều vàng đơn giản, nhanh và hiệu quả nhất. Đó. Thì cái nguyên liệu em còn chuẩn bị đầu tiên đó là kiều vàng. Thì hôm nay em sẽ lựa những cái khóm kiều vàng nhỏ nhỏ này cho nó dễ ghép, tại vì em cũng là lần đầu tiên ghép thôi anh chị ạ. Những anh chị nào mình chuyên nghiệp rồi thì mình ghép lớn lớn tí. Còn mới ghép thì mình nên chọn những cái giò nhỏ như vậy này, nó sẽ dễ ghép mà nhìn nó đẹp, nó thẩm mỹ hơn cho mọi người nè. Đó. Rồi, thì cái kiều vàng này á anh chị, em cũng giới thiệu sơ qua một tí xíu. Cái loại này á là hoa nó thơm dịu nhẹ. Nó ra chơi cũng tầm 5 đến 7 ngày. Và hoa của kiều vàng là nó sẽ tầm cuối tháng, cuối mùa xuân, đầu mùa hè, tức là tầm khoảng tháng 4 âm lịch thì nó sẽ ra hoa cho chị mình nha. Đẹp, rẻ, có giá thành rẻ, đẹp nữa. Rồi, thì thứ hai đó là anh chị mình sẽ chuẩn bị cho em một cái gỗ lũa. Bên em là chuyên dùng cái gỗ vú sữa. Thì cái gỗ vú sữa này trước khi anh chị mình ghép, mình phải ngâm vôi. Ngâm vôi cho em là ít nhất cũng phải tầm 24 giờ. Đó, mình có thể ngâm tầm 2 ngày cũng được. Rồi mình vớt ra, mình sẽ để ráo rửa lại với nước sạch nữa nha, cho nó khô đi rồi mình ghép. Nó sẽ diệt bớt những cái vi khuẩn, những cái vi nấm nè, nó còn đọng lại trên này thì làm cho cây nó sẽ phát triển tốt hơn. Đó, thì tiếp theo sẽ là một cái kéo dây. Đó, và một cái bấm. Cái này là cái bấm gỗ. Thì bây giờ anh chị mình cùng em tiến hành ghép ạ. Đơn giản lắm mọi người. Thì bây giờ em tiến hành ghép nha mọi người. Đây. Đó, mình sẽ dọn cho cái bộ rễ của nó gọn gọn tí. Đó. Dọn sạch sạch cái bộ rễ một tí nha mọi người. Ghép nó sẽ nứt ra những cái rễ mới, những cái rễ con cho anh chị mình. Thì khi mà anh chị ghép á, anh chị mình nên lựa những cái ngọn nhỏ, mình sẽ cho nó lên trên. Những ngọn nhỏ mình cho lên trên, những ngọn hơi lớn hơn một tí xíu mình cho nó xuống dưới nha. Đó, mình đưa cái mặt lá của nó ra ngoài nè. Ghép thì mình nên để ý một tí xíu, đưa mặt lá ra ngoài nó sẽ đẹp hơn. Em thì cũng mới ghép kiều lần đầu thôi cho nên này chắc nó không không được đẹp lắm nha mọi người. Rồi, tiếp tục. Mấy cái khô rồi đây mình cứ tỉa hết đi cho nó sạch sẽ, nó sẽ đẹp hơn. Rừng ở mọi người cho nên những cái lá của nó cũng có hơi lỗi lá một tí xíu. Thì cái hàng này giá cực kỳ rẻ, siêu rẻ luôn. Cái này nó vẫn còn chỗ trống thì mình có thể giúp thêm một điểm khóm nhỏ nữa. Khi ghép thì mình sẽ có thể tùy cơ ứng biến nó cơ, mình sẽ lựa những cái khóm nào mà mình cơ vào thì nó hợp, phù hợp.
mình đừng có ghiết cho nó dày quá nha mọi người. Là những khi mà nó ra rễ, những cái rễ nó chèn rễ này qua rễ kia, nó chèn lên nhau á, thì rễ nó sẽ chịu không có đủ tốt. Được một bên rồi này. Khi mà mình bấm này nè mọi người, mình cũng đừng có để nó chặt quá, cũng đừng có lỏng tay quá nha, vừa thôi. Đó, chỉ trong vòng vài phút là em đã hoàn thành rồi đó anh chị. Ghép một giò kiều vàng, hai mặt kiều vàng nha, trời ơi rất là đẹp luôn. Cũng không có được mà gọi là hoàn hảo lắm nha mọi người. Khi mà anh chị mình ghép xong, mình sẽ treo nó ở dưới hai lớp lưới với cái độ ẩm là 65%. Thì cái khu này của bên em là dùng để treo những cái mặt hàng vừa ghép nè, quế, nhạn, kiều vàng, kiều tím, sơn thủy tiên, nói chung là châu, những cái mặt hàng mà vừa ghép xong đó chị. Thì bây giờ em sẽ kiếm một cái chỗ trống để em treo nó lên nha. Rồi, cái này là em treo cái giò kiều vàng em vừa ghép xong lên đây. Thì em sẽ kiểm tra, em thăm nó thường xuyên để coi thử bao nhiêu lâu nó sẽ ra rễ. Cái này thì bây giờ là anh chị mình ghép xong thì tầm 3 ngày là mình sẽ tưới cái B1 với Antonic một lần cho em. Đó, 3 ngày tưới một lần. Thì sau đó tưới 2 đến 3 lần sau mình cắt ra là tầm 1 tuần mình tưới 2 lần, rồi 1 tuần tưới một lần, sau đó là 1 tháng mình tưới 3 lần giùm em. Càng về sau thì mình sẽ tưới ít lại. Và mình vẫn tưới nước phun sương mỗi ngày 2 lần vào sáng chiều giùm em nha mọi người. Rồi, thì cái video của em đến đây em cũng xin kết thúc. Em cảm ơn tất cả anh chị mình đã theo dõi video này của em và theo dõi kênh Hoa Lan Market của em trong suốt thời gian qua. Anh chị mình đừng quên cho em xin một nút like, subscribe để đăng ký kênh ạ. Chúc cho anh chị mình có thể ghép được một cái loại lan ưng ý nhất cho gia đình của mình ạ. Đó. Và bây giờ em cũng xin chào tất cả quý cô chú anh chị mình. Em xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều ạ.